cây tắc chua. Cây tắc này có trái hết rồi, mình về chưng được các bạn ạ. Có trái tắc này, có trái để ăn luôn. Cây tắc mùa này nó có trái đã quá chú ha. À, nhiều khi đến Tết mà lúc mình đi cần mua, nhiều khi nó cũng mới có bông mà không có trái nè. Cây tắc này là về chân Tết là đẹp rồi ha. Nhỏ nhỏ vừa nó có trái thì gửi. Cây này cây sao bụi chê có trái đảo nè. Trái luôn. Cái cọc này đã không? Chùm xung xê luôn. Cốc này cốc thái thôi. Cốc thái ngọt các bạn, ăn xanh nó cũng ngọt lắm. Có ăn cây ở nhà đó. Nhỏ nhỏ mà ngọt lắm. Nay trời mát quá chú ha, sướng. Dạ. Mấy cây này trồng mà có trái là chỉ đem ra ngoài bán, ở chợ bán hay là sao? Đâu có đâu, đâu trái, để ăn. Nhiều lắm, thấy nhiều cây lắm mà. Cầu. À, cái mảng cầu bên trái này hả? Dạ. Dạ rồi. Cái mặt anh ghê ta. À, mảng cầu Na Hoàng Hậu Thái 150. Cái mảng cầu này rất là to nè các bạn, giá 150 nhé, cao lắm á, cao khoảng chừng 4-5 feet đó các bạn ạ. Mảng cầu Do Thái thì nó ngon á, da thịt nó cũng dai. Thì cũng ly xà nữa, nhiều loại. Mình thấy cũng có trái có bông nè. Có cây cũng có bông. Còn cây này có trái luôn. Đó. Các bạn thấy cái hình mảng cầu như vậy rồi nha. Cây này bự, nó 300 đồng. Cái này mảng cầu Úc. Mảng cầu Úc thì 500. Cây này rất là bự. Mùa này là hết mùa mãng cầu rồi cho nên nó cũng các bạn có thể thấy ít bông, ít trái. Chứ vô cái mùa của nó khoảng chừng tháng 4, tháng 5 rồi mình đi xuống đây. Cây nó ra bông nhiều lắm các bạn. Nghe mãng cầu dai của Việt Nam mình đây, 40 đồng. Các bạn mua thì mua mãng cầu dai nha. Mãng cầu dai nó ngon chứ cái mãng cầu bình thường nó bở thì không có good, không có ngon các bạn. Thì cái này, vườn trái cây này, vườn cây giống này ở dưới Tham Bà là Asian Tropical Nursery ở Tham Bà là lớn nhất ở dưới Tham Bà các bạn, của người Việt làm chủ nhé. Mấy bữa nay vô thấy mùa lạnh ở Tham Bà tự nhiên thấy mới có giữa tháng 10 mà nó lạnh rồi. Nhiệt độ buổi tối xuống 60 độ lên cây nó cũng đổi màu ra dần dần giống như là rụng lá các bạn ha. Mấy cây này thì họ chỉ có ghép thôi chứ không có trồng từ giống lên đâu, từ hột lên đâu. Cây này cây to tới 180 lận. Cây này này thì 250 luôn, rất là cao. Vừa tới đây cái vườn cũng giống như ở Việt Nam mình nữa các bạn ha. Nhưng mà họ chỉ bán cây giống thôi chứ không bán cây trái cho mình ăn đâu. Đây mảng cầu sim. Sim cây nhỏ nhỏ thì cũng có 40 đồng nè. Cây lớn thì nó mắc hơn. Kệ trái bình bát nữa nè. Mảng cầu mễ. Đạp
Cái này mãng cầu na màu đỏ. Màu đỏ luôn, 45 đồng mãng cầu màu đỏ. Này mãng cầu mễ. Mãng cầu mễ thì 100 đồng mãng cầu mễ, cũng thấy chợ cũng có bán. Vú sữa này cao các bạn ạ. À. 500 đồng. Đó, cái vú sữa tím nữa nha. À, những cây nhỏ nhỏ thì 4-50 vậy thôi. Đó. Cây này cây Aki Fruit Tree là gì mình không biết à. Lạ lắm các bạn. Đây là cả vú sữa hoàng kim nha. Rất là nhiều. Trời, cái cây tới 1,200 luôn. Cây Thái Sugar Apple, cây mãng cầu của Thái tới 1,200. Rất là lớn. Cây này thì 300 thôi. Dược này, cái giống này lớn các bạn à. Các bạn tha hồ tham quan luôn. Mà ở đây mấy chú này nói chuyện cũng rất là nhiệt tình nhé. Đây chắc cái cây mận này. Mận này chắc mùa này thì mận nó đâu có trái đâu, cho nên cũng cây ổi không hạt Indo 200, ổi Đài Loan 350, ổi Đài Loan cái này cũng cây nhỏ 200, 180, cũng có cây 80. Ổi Đài Loan nó ngon ra các bạn ạ. Ổi ruột trắng Đài Loan 45 đồng, có trái luôn. À, các bạn thấy không? Có trái luôn ha, có hai trái đó. Đây, ổi Thái. Ổi Kilo. Ổi đỏ. Wow, ổi đỏ này giá cao ghê, 200 đồng. Thái Lan. Ổi Thái Lan ruột tím. Ổi chanh vàng. Này ổi xá lị đây các bạn ạ, 80 đồng. Xả lị đó nhé. À, qua đây mình thấy những cái cây mận này, cây mận mận đỏ Thái tới 300 đồng, cây rất là cao, cao hơn đầu của mình luôn nhé. Như mận đỏ mà nó không có hột nó ngon các bạn ha. Còn đây mận mận tươi, mận hồng nè, 80 đồng, 80 đồng cũng khá cao. Cây nó cao cao tới đầu của mình thôi. Vô tới mùa này là hết mùa mận rồi, cho nên cũng không có không mận, cây mận không có bông có trái rồi các bạn ạ. Mận xanh này cũng 90 đồng. Cái nhỏ có 50 đồng thôi. Con mèo dễ thương các bạn nè. Miu 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 miu.
bằng cục để à. Măng cụt cái 40 đồng, măng cụt như Florida cũng khó trồng các bạn ạ. Mình trồng không biết nó có trái hay không. Cây thần kỳ 200. Có cả cái điều nữa ha. Điều cashew này các bạn. Cây châm mốc. Đấy. Những loại cây mít, mít này là rất là cao ha, 150 cao các bạn, này còn có xe truck chở mới mới chở nổi. Các loại mít nhìn thấy ham quá, có cả mít ướt, mít tố nữ này 50 đồng. Vườn rất là lớn các bạn đi mỗi chân luôn đó. Cây mận này họ trồng trong đây rất là to này nè, trồng xuống đất luôn, rất là cao. Đó. Trong đây là chắc các loại cây cây nhãn đây, nhãn trong đây. À, đây là cây dễ thiều nhé, cái vải 50 đồng à, các bạn thấy giá này ha, cái này 60. Các loại cây vải cái này 250 thì cao lắm các bạn ạ. Cây này tới 800, quá trời cao luôn. Rồi cây sabuche 600 đồng à, vì cây này có trái nha các bạn. Đó, nhiều trái đó các bạn ạ. Cây mình thấy khá nhiều trái nha. Đó. Sabuche mình mà trồng mà ăn chín cây nó rất là ngon các bạn ha. Còn mà mình mua ở chợ về, nhiều khi mà nếu nó xanh, nhiều khi nó chín thì nó cũng không có ngon gì mấy. Ồ, đây có cả các loại cây sabuche đen nữa. Sabuche đen, sabuche trắng, nhiều loại á. Nhãn da bò đây, nhãn da bò 350 à, một nhãn da bò còn gọi là BQ à. Giờ mình biết cái tên là BQ, mình chỉ biết tiếng tiếng Việt là da bò thôi. Nhãn tím đây, chỗ này là nhãn không nè, 150 một cây. Nhãn được nó ăn rất là ngọt các bạn. Nhãn da bò mình ăn thì mình thích nhãn da bò hơn. Rồi, cả nhãn của Hà Huy nữa đây, nhãn Hà Huy cũng ngon lắm đó. Của hoa là 40 đồng một cây. Đây, cái xoài này, xoài ngọt các bạn, Mahachanok. Mahachanok nó cũng ngon lắm các bạn ạ. 100 đồng một cây, cũng khá cao. Mình ăn thử xoài này rồi, cái dạng Mahachanok này rất là ngon. Rất là ngọt, không có sơ gì hết. Còn xoài Nam Đốc Mai mình biết làm sao chứ mình ăn rồi cũng không thấy nó cũng không có ngon bằng mấy, không ngon gì mấy. Đó, thì họ bán tùy cái giá đấy, cái lớn cái nhỏ thì giá khác nhau. Mình thích cái loại xoài nào đó thì mình mua các bạn ha.
Vô đến mùa này cũng mát lạnh rồi nên cũng ít ít xoài các bạn ạ. Cái này xoài keng của Đài Loan. Wow, cái này từ 450. Cái này 45 đồng. Này, xoài thái xanh chắc là ăn giống cái xoài tượng của mình ha. Này mung cu si này nó xanh ngọt cũng ngon lắm các bạn. Nhà mình có cây này đây, mung cu si đây. Ở đây mình thích là họ cây giống họ để cái tên đàng hoàng các bạn ha, có cái thác nghe đó các bạn, mình cũng dễ biết, mình biết không có lộn được cây loại cây nào hay cây nào ha, phân biệt rõ ràng. Nó có cây giống có nguồn gốc rõ ràng mình thích ha. Xoài keo rồi nhìn. Xoài cũng rất là nhiều loại xoài các bạn ha. Wow, thấy nhiều loại xoài mình cũng không biết, nhiều loại rất là mới ha. Rồi cái này họ ghi là xoài Thái Long 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 Mango. It dry green taste like currant. Đó. Nó cũng có để cái vị của nó sao cho mình cũng dễ hiểu, nó dễ dễ biết nè các bạn. Wow, cái xoài cái rất nhiều, quá trời nhiều giống xoài luôn. Rồi mình có xoài cát hòa lộc mình ở đây. Nhiều gấm, nhiều loại xoài, có cả xoài, thế có cả xoài Ấn Độ nữa nè các bạn. Đây, xoài Ấn Độ nữa đây, 90 đồng. Cây nhỏ thì 45-50 đồng thôi. Đây có cả cái trứng cá nha các bạn, 45 đồng. Ở đây họ bán rất là nhiều loại nha, đủ loại luôn các bạn ạ. Cây lựu nha, cây lựu, cây lựu, cây me, đủ thứ loại hết. Xoài tứ quý nữa này, xoài tứ quý của Việt Nam mình nhé, 350. À, xoài cũng có bông nữa này các bạn. Đó. Xoài xoài keo sơ voi ngọt giòn, cây này to lắm, gốc cũng bự các bạn ha. Đây mình thấy xoài rất là nhiều. Cái mai chiếu thủy à, cái mai chiếu thủy ở đây. Giờ mình đi xuống giường à. Đây là hoa hoa màu vàng. Mai tứ quý à, mai tứ quý, mai tứ quý có 50 đồng cây đấy các bạn à. Nè. Cũng khá cao ha. Tới tháng 12 mình tuốt dắt lá là có thể tháng 1 ra bông rồi. Mai tứ quý ngay 108. Mấy cây này ở dưới Florida là trồng được hết các bạn, để ngoài nó không có chết đâu. Này cũng mai tứ quý luôn. Mai tứ quý mà tiếng Anh gọi là Mickey Mouse Flower, mình không biết ha, lần đầu tiên mới biết. Cây chùm ngay.
Rất là nhiều ha, vườn rất là đủ thứ loại cây. Okay. Đây là cây mẫu đơn, bông mẫu đơn. Có cả cây súng nữa. Rồi cây bông là cái biết cái hộp mình có ăn được không vậy các bạn, giống như bông hột sen vậy ha. Cây đại đỏ. Ờ như là cây cây sứ, những cây sứ đây. Đây là cây tắc. Các loại cây tắc nhé các bạn. Tắc ngọt. Bưởi da xanh. Các loại bưởi, các loại ruby nữa ha. Quýt nữa đây. Quýt có trái luôn các bạn. Đó, có trái hết đây. Quýt ngọt. Quýt ngọt thấy có cây cũng cả có 60 đồng thôi. Cái quýt này sao mà giống như cái cam vậy, bộ quả chơi bự luôn. Bự và dễ đã quá. Nó mùa này mùa quýt cho cây nào cũng có trái hết. Rất là đã. Đây dưới đây là các loại cây cam ha. Rồi giữa cái mùa này sẽ thấy quýt cam là có trái đảm các bạn ạ. Bên đây là cây chanh nha các bạn. Bên đây là tất cả là chanh hết. Đây, cây tắc chua. Những cây tắc này có trái hết rồi, mình về chưng được các bạn ạ. À. Có trái tắc, có trái để ăn luôn. Cái tắc mùa này nó có trái đã quá chú ha. À, nhiều khi đến Tết mà lúc mình đi cần mua, nhiều khi nó cũng mới có bông mà không có trái nè. Nha. Nha. Cây tắc thì là về chân Tết là đẹp rồi ha. Nhỏ nhỏ vừa mà có trái thì đi good. Nha. Mà tới Tết mình thấy ở chợ nó họ bán nhiều khi mấy cây có trái bán hết rồi. Tắc. Tắc có trái thì thích hơn. Tắc là cái tắc ta tắc tắc chua hay tắc ngọt kìa chú hả? Tắc này tắc chua hay tắc ngọt kìa chú? Tắc ngọt. À, bên phải chua hả? À, do có ghi chữ chua, bên đây tắc ngọt. À, vô có trái thì quá sẽ đã luôn. Đây là những cây na mãng cầu nữa các bạn ạ. Rất là nhiều nhé. Cây xoài, xoài mình thấy có cả có bông nữa này nè. Đã bồng được ha. À, những cây này trồng dưới đất luôn. Có bông rồi. Mấy họ trồng rất là sạch sẽ ha. Không có cỏ gì hết, bỏ mấy cái miếng nhựa ở dưới này nó sạch. Không có bụi bẩn gì các bạn. Những cây nhãn nè. Wow, cây này cây sao bơ chê có trái đảo quá nè.
thì trái luôn. Đây cũng vậy nè. Rồi, nó lùng lùng mà trái xum xê luôn nè. Cây này trồng dưới đất luôn rồi. Đã quá trời đã. Đây là chiếc cây cái gì để mình cao quá không biết các bạn. Cây này hơi lạ. Cây sao mình chê mình thấy rất là nhiều trái hả? Trái quá trời đã luôn. Cây này chắc phải nếu nó là trái mình mới biết chứ còn nó có lá không mình cũng không nhớ mấy. Vậy có phải là cây sake không các bạn nhỉ? Cây xoài. Cây ổi nữa đây. Wow, cái ổi này có trái nữa nè, đã quá nè. Đẹp không? Còn cái mận này quá trời lớn luôn. Wow. Lớn dễ sợ luôn các bạn. Rất là cao. Mùa này thì hết á. Mận nó không phải vô mùa của nó cho nên không có bông cái trái gì hết. Những cây tắc là rất là lớn các bạn ạ. À. Bông có trái hết rồi nhé. Bạn thấy không? Cái nào cây nào cũng có trái hết. Đã quá ha. Yeah. Đây là những cây cây đu đủ. Cây đu đủ cũng dễ trồng các bạn ạ. Khi mình bỏ hạt xuống nó tự nó lên cây thôi. Cây này chắc cây tầm chuột đây. Cây táo. Táo Thái đó các bạn. Mình thấy có bông nhiều nhé. Đó. Cũng có vài trái trên cành nè. Ghế cốc này đã không? Chùm xum xê luôn. Yeah. Cốc này cốc Thái thôi. Thái ngọt các bạn, ăn xanh nó cũng ngọt á, mình có ăn cây ở nhà nó nhỏ nhỏ mà nó cũng ngọt lắm. Cây cốc Thái này nó thấp nhỏ nó cũng có trái, cây này cây thì rất là lớn nha. Mình thấy có trái cũng bự nữa các bạn. Vườn này rất là mát. Đây cũng có cốc nữa. Muốn ngạc nhiên sao họ nó ra nhiều trái quá mà họ không hái họ ăn hay bán ha. Rất là nhiều trái đây. Dưới đây là những cái cây mận nữa đây. Mận Malai.
vườn rất là rộng các bạn, mình đi nãy giờ chưa hết nữa. Này phía dưới của cái vườn nursery các bạn. Mà rộng mà sạch sẽ nữa, rất là gọn gàng. Dạ ok, thì video của mình thì tới đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn.